chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Cùng Mua Sắm. Chương trình được phát sóng vào 9 giờ sáng và phát lại vào 20 giờ 30 tất cả các ngày trong tuần trên kênh BTV3. Và quý vị và các bạn cũng đừng quên số điện thoại của chương trình rất quen thuộc 08 5401 2222, hoặc nhắn tin BTV rồi gửi tới 6085. Và một cách nữa rất quen thuộc với quý vị và các bạn, chúng ta hãy truy cập vào website cungmuasam.net. Tại website này, quý vị và các bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu rõ hơn về nguồn gốc sản phẩm cũng như các dịch vụ mà chúng tôi chào bán trong chương trình Cùng Mua Sắm. Sau đó thì quý vị và các bạn hãy quyết định thật nhanh để tham gia cùng chương trình, để chúng ta không bỏ lỡ cơ hội sử dụng những phiếu giảm giá của chương trình Cùng Mua Sắm như thế này. Quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm đầu tiên trong chương trình kỳ này. Xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn, đó chính là dòng sản phẩm dành cho quý bà của công ty cổ phần xuất nhập khẩu thời trang Phương Nam. Với sự giảm giá của chương trình Cùng Mua Sắm lên tới 50% cho tất cả các sản phẩm của thời trang Phương Nam. Thấu hiểu và chia sẻ với mong mỏi của người phụ nữ trung niên khi vóc dáng không còn chuẩn mực như thời đôi mươi, Sensorio được ra đời với sứ mạng mang đến cho người phụ nữ đang ở độ tuổi thành đạt trong sự nghiệp và viên mãn trong hạnh phúc gia đình những thiết kế thanh lịch và sang trọng nhất. Với sứ mệnh ấy, các chuyên gia tạo mẫu của Sensorio đã không ngừng nghiên cứu và cải tiến để tạo ra những mẫu thiết kế hoàn hảo nhằm tôn thêm nét quyến rũ đang tiềm ẩn của người phụ nữ trung niên. Bằng sự mới lạ khéo léo trong phong cách thiết kế cũng như sự tinh tế trong từng đường kim mũi chỉ, trang phục của Sensorio đã thổi một luồng gió tươi mát, đem đến vẻ thanh lịch và kiêu sa cho những phụ nữ trung niên, cũng như không ngừng làm tăng thêm vẻ quý phái, sự duyên dáng và nữ tính vốn có. Phong phú về mẫu mã, Sensorio tập trung thiết kế theo nhu cầu thực tế của khách hàng. Những chiếc đầm ngắn điểm chút nơ xinh xắn của thời trang dạo phố, những bộ váy dài yêu kiều buông rũ xuống thước tha, phù hợp cho các buổi dự tiệc trang trọng nhưng không kém phần thanh lịch. Những đường viền đầy ngũ hứng trên cổ áo, thân áo hoặc được điểm xuyến nhẹ nhàng các hạt cườm lấp lánh, làm tôn lên nét duyên dáng cuốn hút ở người phụ nữ. Để có được những bộ trang phục đẹp nhất, độc đáo và hợp thời trang nhất, Sensorio luôn chọn lọc nguồn nguyên phụ liệu từ các nước danh tiếng trong ngành may mặc như Hồng Kông, Hàn Quốc và được thực hiện trau chuốt tỉ mỉ hoàn toàn bằng thủ công bởi một đội ngũ chuyên viên kỹ thuật giàu kinh nghiệm. Đến với Sensorio, bạn không chỉ chọn được những bộ trang phục phù hợp với vóc dáng của mình mà còn được các chuyên viên nhiệt tình tư vấn cách phối trang phục sao cho phù hợp với lứa tuổi, ngành nghề và vị thế xã hội. Khán giả thân mến, đặc biệt là chị em phụ nữ, với định hướng là hướng tới vẻ đẹp quyến rũ mặn mà của chị em phụ nữ, sản phẩm của Sensorio là một trong những sản phẩm nhấn mạnh đến yếu tố thể hiện sự quyến rũ tự tin, mạnh mẽ, được thiết kế theo xu hướng hiện đại, phong phú về mẫu mã. Sensorio tập trung thiết kế theo nhu cầu thực tế của khách hàng, bởi vậy chị em phụ nữ của chúng ta sẽ yên tâm và hài lòng khi đến với thời trang Phương Nam. Chương trình Cùng Mua Sắm kỳ này sẽ giảm giá cho tất cả các sản phẩm của thời trang Phương Nam dành cho quý bà, với sự giảm giá của chương trình lên tới 50%. Cụ thể, khi hóa đơn thanh toán của quý vị và các bạn là 400.000 đồng, thì thông qua chương trình Cùng Mua Sắm sẽ là cầu nối giúp quý vị và các bạn trở thành những chủ nhân của lá phiếu may mắn như thế này. Thì quý vị và các bạn chỉ phải trả với số tiền là 200.000 đồng nữa mà thôi. Quá tuyệt vời phải không nào? Đây là cơ hội để chúng ta đến với những dòng sản phẩm của quý bà mà chắc chắn rằng khi sử dụng thì chúng ta sẽ hết sức là yên tâm. Nhưng một điều quan trọng hơn nữa đó là giá cả của sản phẩm thông qua chương trình Cùng Mua Sắm đã giảm giá tới mức thấp nhất cho chị em phụ nữ. Hạn sử dụng cho phiếu này bắt đầu từ ngày 25 tháng 10 năm 2011 đến hết ngày 25 tháng 11 năm 2011. Vậy thì còn chờ gì nữa mà quý vị và các bạn, đặc biệt là chị em phụ nữ cũng như các đấng mày râu, chúng ta có thể mua những món quà này để gửi tặng cho tất cả các quý bà phải không ạ? Ngay bây giờ thì quý vị và các bạn hãy liên lạc ngay với chúng tôi theo số điện thoại 08 5401 2222, hoặc nhắn tin BTV rồi gửi tới 6085. Và một cách nữa rất quen thuộc để quý vị và các bạn sử dụng những phiếu mua hàng giảm giá của chương trình, hãy truy cập vào website cungmuasam.net. Thế còn ngay bây giờ đây, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với thành phố ngàn hoa, thành phố mù sương Đà Lạt. Sau khi chúng ta thưởng lãm được cảnh đẹp tuyệt vời nơi đây, thì quý vị và các bạn sẽ được đón tiếp tại khách sạn Côn Ba với sự giảm giá của chương trình lên tới 50% cho gói dịch vụ 2 ngày, 2 người, 1 đêm tại khách sạn Côn Ba.
nằm trên con phố nhộn nhịp nhất của thành phố Đà Lạt, một bên gần chợ Đà Lạt, một bên gần Hồ Xuân Hương. Khách sạn Góp 3, chuẩn 4 sao với lối kiến trúc hiện đại là nơi dừng chân lý tưởng cho khách tham quan du lịch cũng như công tác tại Đà Lạt. Dường như tất cả các dịch vụ ở Góp 3 đều hoàn hảo đến từng chi tiết, từ bảo vệ đến nhân viên của các bộ phận nơi đây luôn dành tặng cho du khách nụ cười thân thương nhất. Điều mà bất kỳ du khách nào cũng thấy thân thiện khi ở Góp 3. Bên cạnh đó là phòng, với các trang thiết bị nội ngoại thất hiện đại, sang trọng với nhiều loại phòng như phòng VIP, suite, honeymoon. Cùng các dịch vụ chu đáo như tiệc buffet buổi sáng với nhiều món ngon để du khách tự do thưởng thức. Ngoài ra, khách sạn Góp 3 có phòng hội nghị với trang thiết bị hiện đại cho buổi họp thành công, phòng gym, phòng sông hơi và spa. Cùng nhau hát karaoke, cà phê và ngắm cảnh ở Skyview Cafe. Đến nhà hàng Rose, Tulip để thưởng thức cá hồi nướng giấy bạc, đà điểu xào cơm cháy, canh atiso hầm giò heo và rất nhiều thực đơn phong phú, hấp dẫn khác. Đặc biệt, ở khách sạn Góp 3 còn có dịch vụ nhận tour du lịch trọn gói tại Đà Lạt Góp Travel. Ở đó, du khách sẽ có những thông tin về các tour du lịch của khách sạn Góp 3. Khách sạn Góp 3 luôn có những chương trình khuyến mãi để tri ân khách hàng. Hãy liên hệ với Góp 3 để có những ngày nghỉ dưỡng tuyệt vời nhất tại thành phố mộng mơ Đà Lạt. Đến với Đà Lạt và khám phá vườn quốc của các loài hoa, huyền thoại tháp chuông nhà thờ Chánh Tòa, quanh co với đèo Prenn, dòng nước lấp lánh ánh bạc hồ Tuyền Lâm, chinh phục đỉnh núi Lan Piang, biểu tượng của tình yêu cao cả. Không chỉ có thế mà tại khách sạn Gold Bar, quý vị và các bạn còn được sự ưu đãi giảm giá lên tới 50% thông qua chương trình cùng mua sắm với gói dịch vụ 2 ngày 1 đêm cho 2 người. Giá hiện tại là 1.700.000 đồng, nhưng thông qua chương trình cùng mua sắm chỉ còn lại 850.000 đồng nữa mà thôi. Hấp dẫn quá phải không nào quý vị? Bởi vì sao ạ? Bởi vì quý vị và các bạn đang cầm trên tay của mình những lá phiếu mua hàng giảm giá của chương trình cùng mua sắm như thế này. Vậy thì còn chờ gì nữa mà không liên lạc ngay với chúng tôi thông qua số điện thoại 0854012222 hoặc nhắn tin BTV rồi gửi tới 6085, và một cách nữa là truy cập vào website cungmuasam.net để mua hàng online. Hạn sử dụng cho phiếu này bắt đầu từ ngày 25 tháng 10 năm 2011 đến hết ngày 25 tháng 3 năm 2012. Thế còn bây giờ, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với Silver Grid City Resort tại quận 12 với sự ưu đãi giảm giá của chương trình lên tới 70% cho phòng Deluxe 2 ngày 2 người 1 đêm. Silver Grid City Resort, khu nghỉ dưỡng sang trọng được bao quanh bởi cây xanh và thảm cỏ, tọa lạc tại trục giao thông giữa Sài Gòn và các tỉnh lân cận, chỉ mất 12 km đi từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và mất 15 km từ trung tâm thành phố. Resort còn nằm gần các trung tâm công nghiệp và là điểm đến lý tưởng thu hút du khách đến để thư giãn và nghỉ ngơi. Một không gian thoáng mát trong lành, bạn và gia đình sẽ đắm mình trong hồ bơi tuyệt đẹp ngoài trời, bao quanh bởi các tán cây Osaka với quầy bar phục vụ ngay cạnh bể bơi. Hay bạn cũng có thể thả hồn với thú chơi tào nhã, câu cá, giải trí. Ngoài ra, tại đây còn có một trung tâm thể dục được trang bị hiện đại, sân tennis, phòng karaoke. Silver Grid Spa theo kiểu cổ điển cung cấp một loạt phương pháp trị liệu bao gồm phòng tắm hơi và phòng sông hơi. Tại đây có 50 phòng nghỉ rộng rãi và tiện nghi, tất cả đều được trang bị theo phong cách châu Âu, các trang thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn 4 sao. Đặc biệt, phòng suite có một ban công riêng với hướng nhìn ra hồ bơi và quang cảnh xung quanh sông Sài Gòn. Ngoài ra, khách có thể tận hưởng dịch vụ phòng 24 giờ với đội ngũ nhân viên tận tình và chuyên nghiệp. Với dịch vụ tiệc cưới, Silver Grid City Resort sẽ thực sự là nơi ghi dấu những giờ phút lãng mạn và đáng nhớ nhất trong ngày cưới của bạn cùng sự chung vui của gia đình và bạn bè. Sảnh tiệc sang trọng, thông thoáng, mang đậm phong cách châu Âu và với đội ngũ phục vụ chuyên nghiệp sẽ đem lại cho bạn một ngày vui trọn vẹn. Sảnh tiệc của Silver Grid được trang hoàng lộng lẫy, không gian hợp lý, có thể quan sát toàn cảnh sân khấu. Hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại, sang trọng sẽ đem đến cho quý khách một lễ cưới hoành tráng và tạo không khí vui tươi cho ngày trọng đại nhất của cuộc đời. Các chương trình khai mạc tiệc cưới sẽ góp phần làm cho ngày vui của quý khách thêm phần sinh động. Quý khách có thể tham gia và chọn chương trình theo sở thích của mình.
Trung tâm hội nghị tiệc cưới gồm Golden Hall với sức chứa đến 650 khách và Silver Hall cho các cuộc họp và hội nghị với phong cách hiện đại, không cột và có sức chứa từ 500 đến 700 khách, thích hợp với mọi hình thức sự kiện. Bên cạnh đó, toàn bộ sảnh được trang bị âm thanh, ánh sáng linh hoạt và Internet không dây sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc trang trí hoành tráng, mang đến cho bạn một không gian rộng lớn và sang trọng. Silver Hall với phong cách tương tự nhưng sức chứa từ 70 đến 100 khách, phù hợp với các cuộc họp hội nghị quản trị và các lớp đào tạo quản lý. Hãy một lần đến với Silver Great City Resort, bạn sẽ cảm nhận được sự thú vị và đặc biệt nơi đây. Silver Great City Resort tại địa chỉ phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh có gói dịch vụ nghỉ dưỡng du lịch 2 ngày 1 đêm, phòng deluxe cho 2 người. Giá hiện tại là 2.083.000 đồng, nhưng thông qua chương trình cùng mua sắm chỉ còn lại 625.000 đồng nữa mà thôi. Bởi vì chương trình cùng mua sắm đã giảm lên tới 70%, hấp dẫn quá phải không nào quý vị? Vậy thì còn chờ gì nữa mà quý vị và các bạn không liên lạc ngay với chúng tôi để sở hữu ngay những phiếu mua hàng giảm giá của chương trình cùng mua sắm như thế này? Thông qua số điện thoại 0854012222 hoặc nhắn tin VTV rồi gửi tới 6085. Và một cách nữa là truy cập vào website cungmuasam.net để mua hàng online. Sau đó thì đội ngũ giao phiếu giảm giá của chương trình cùng mua sắm sẽ tới tận nơi giao cho quý vị và các bạn những lá phiếu như thế này. Hạn sử dụng cho phiếu này bắt đầu từ ngày 25 tháng 10 năm 2011 đến hết ngày 3 tháng 12 năm 2011. Còn bây giờ, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một số sản phẩm cũng đang được chào bán giới thiệu trong chương trình cùng mua sắm.net với giá thấp nhất chưa từng có. Bạn chỉ mất 100.000 đồng để được sử dụng phiếu giảm giá 41% cho sản phẩm máy tính bảng iPad 10 inch giá 6.459.000 đồng. Điểm nổi bật của sản phẩm này là mẫu mới iPad ZT180, màn hình cảm ứng LCD 10 inch, sử dụng công nghệ LED cho hình ảnh sắc nét, sáng rực rỡ. Hệ điều hành Android 2.1, CPU 1GB, RAM 256MB, DDR2, cộng bộ nhớ 2GB, hỗ trợ thẻ nhớ ngoài tối đa 32GB, xem phim HD, Wi-Fi, định vị GPRS. Máy xài hệ điều hành Android với kho ứng dụng miễn phí khổng lồ, hỗ trợ lướt web, chơi game, nghe nhạc online, xem phim HD, làm việc văn phòng, đọc các file Word, Excel, màn hình LCD sắc nét, kiểu dáng mỏng, nhẹ, dày khoảng 11mm, nặng khoảng 600g. Sản phẩm này phù hợp với mọi đối tượng người dùng, từ học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng đến doanh nhân. Bạn dự định đi du lịch Đà Lạt, tour khám phá Đà Lạt ngàn hoa 3 ngày 2 đêm, nghỉ tại khách sạn 2 sao, với tour giá trị 1.800.000 đồng, nay giảm xuống chỉ còn 1.180.000 đồng. Lịch trình khởi hành tour cụ thể vào tháng 10, tháng 11 và tháng 12 được chia làm nhiều đợt cho khách hàng lựa chọn. Bạn chỉ mất 100.000 đồng để mua voucher sử dụng giảm giá 55% cho sản phẩm đặc biệt điện thoại quyền lực Tần Thủy Hoàng, giá 2.350.000 đồng. Đặc điểm nổi bật của điện thoại quyền lực Tần Thủy Hoàng là hàng độc để chúng ta có thể làm quà tặng dành cho bạn bè, người thân, bao gồm hai sim hai sóng, băng tần GSM 900/1800, nhạc chuông đa âm sắc, thẻ nhớ ngoài 1GB, tặng kèm 6 pho tượng già cổ thời Tần Thủy Hoàng. Bộ sách dành cho con yêu của bạn gồm Thám tử Ba Cò, Bước nhỏ vào đời, Mắt tia và ông, giảm giá nay chỉ còn 64.000 đồng. Đây là những cuốn sách viết dành riêng cho thiếu nhi, thiếu niên và ở lứa tuổi vị thành niên. Nội dung dễ hiểu, mạch truyện lôi cuốn, mỗi câu chuyện trong từng cuốn sách là một bài học quý giá về nhân cách và lối sống, nhằm để giáo dục cho trẻ em một cách nhẹ nhàng thông qua những câu chuyện hấp dẫn. Bạn chỉ mất 490.000 đồng cho khóa học vẽ móng tay nghệ thuật 5 loại cọ chuyên nghiệp tại Trung tâm Đào tạo nghề chuyên nghiệp Pronel. Giá trị ban đầu là 1.400.000 đồng, nay giảm xuống chỉ còn 490.000 đồng. Luôn luôn cập nhật những thông tin, công nghệ và phương pháp giảng dạy mới nhất của xu hướng thế giới. Đội ngũ giảng viên nhiều năm kinh nghiệm có khả năng truyền đạt kiến thức đến học viên rất cao. Với phương pháp dạy kèm từng học viên nên chắc chắn bạn sẽ yên tâm khi đến với Đào tạo nghề chuyên nghiệp Pronel. Chương trình cùng mua sắm kỳ này của chúng tôi xin kết thúc tại đây. Một lần nữa xin thay mặt cho những người thực hiện chương trình cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Và những lá phiếu mua hàng giảm giá của chương trình như thế này đang chờ đợi chủ nhân của nó. Đừng bỏ lỡ cơ hội, quý vị và các bạn hãy liên lạc ngay với chúng tôi thông qua số điện thoại 0854012222 hoặc nhắn tin BTV rồi gửi tới 6085. Và một cách nữa là truy cập vào website cungmuasam.net để chúng ta sở hữu ngay những phiếu mua hàng giảm giá hết sức bất ngờ chỉ có tại Cùng Mua Sắm.